Đây, bây giờ cả nhà mình sẽ xem chú Long chạy xe đạp như thế nào. Đó, rất khó cho một người bị như thế này luôn, một dắt mà đi rung luôn nè. Tức là bỏ cái tay vô đây trước, cái tay này sẽ tự giữ luôn. Lên giữ chặt vô, giữ chặt đi. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Huy nha. Thì sáng hôm nay đang có mặt trong khu vực chùa Nghĩa Trang. Thì đây là cái chỗ mà Huy cũng đã quay cũng được vài video để chia sẻ đến tất cả mọi người rồi. Thì hôm nay là Huy có một chuyến là xuống đây ghé thăm chú Long. Chú Long bị tật nguyền hôm bữa mà Huy quay cái video mà chú ngồi ăn rất cảm động đó mọi người. Thì hôm nay thì rất là vui khi được hai quý mạnh thường quân đã tài trợ cho Huy một cái số tiền để ủng hộ chú Long. Thì hôm nay thì Huy sẽ đem cái tiền đó coi như là một cái món quà động viên tinh thần của chú Long á. Thì hôm nay là Huy sẽ dẫn tất cả mọi người xuống phía dưới nhà của chú để tâm sự với chú, xem tình hình của chú mấy hôm qua như thế nào nha. Thì bây giờ xin mời cả nhà mình đi vào bên trong luôn. Nhà chú thì Huy cũng đã quay nhiều rồi, cả nhà cũng đã biết á, là cái chỗ này là khu vực chùa cho nên là mọi người tới lui cũng khá là nhiều để cúng rồi á. Chỗ này là cái chỗ mà khi mà người ta xây dựng, người ta để chất rất là nhiều đồ ở đây luôn. Không biết chú Long có ở nhà hay không nữa. Chú Long ơi, chú Long, hình như là chú Long đang nghe nhạc gì bên trong á, mở tivi á cho nên là không nghe. Chú Long đấy, chú Long hình như là đang mở nhạc. Chú Long mở nhạc gì vậy? Mở tivi hả chú Long? Trời ơi, chạy rớt dép luôn kìa. Chạy xúc dép luôn. Dạ hôm nay con có dịp ghé thăm gia đình, ghé thăm chú Long. Chứ thực ra chú Long có một mình thôi. Sáng giờ chú Long làm gì á? Hồi nãy con vô con nghe chú Long mở tivi đúng không? Mở tivi. Dạ. Sáng giờ có ai tới bán nhôm nhựa gì không chú Long? Ta cho hả? Cho. Đây mọi người, đây chú Long đây. Đội nghiệp chưa? Ở đây sắm cái bẫy chuột, bắt chuột không hả? Chuột kêu. Chuột nó vô nó phá hả? Mồi nó vô á. Chuột nó vô. Vô nó ăn gạo hả? Ăn mì tôm đồ. Ăn mì tôm á hả? Nó đào lột mì tôm, nó đào vô nó ăn. Rồi nó xé mì tôm nó ăn luôn. Còn mồi rồi là phải đốt. Đêm đốt khai khăn thì nó vô nó chích mình á. Chứ cái mùng này mà vẫn bị hả chú Long? Mình ngột, mình quên đưa tay ra nó chết. Phải đốt hả? Chú Long có tấn lại được à? Không à. Trời nhen mũi nè. Nhen mũi bỏ linh láng ở dưới. Dạ không. Chú Long bật hột quẹt được không? Kẹp chưa? Kẹp vô nhân gạch hết à? Nóng tay thì sao trời? Tay nắm nhịn được không? Đâu? Dạ. À, việc bạn ngón đó thôi được rồi chứ không kẹp vô. Nóng tay kẹp vô. Không thấy gì nữa không? Được, kẹp vô. Năm nay sáng năm cứ lắm làm cũng được không? Tay cũng nó yếu rồi. Ai nói chứ không? Thì giờ nó yếu rồi. Người ta nó yếu rồi. Nó té đi không? Trời ơi, té nè. Té nó sưng cầu chó. Mấy bà nói đừng gọi đi gặp. Gặp người ăn, kiếm ăn thì nhiệt sao? Anh mệt, anh chú Long yếu rồi. Giờ tay chân yếu hết rồi. Làm gì ăn chợ. Bữa giờ có bán nhâm nhựa được không chứ? 300. Bán được 300. 300 nửa tháng. Lòng nửa tháng. Nửa tháng bán 300.
Rồi cái đó là để mua đồ ăn đó, ha. Ừ, chợ sẽ ăn mua 10 ngàn chảo. Mà hai cái là chú Long lại chịu khó là nấu ăn. Vậy. Được cái là nấu ăn à, chứ còn chú thì lâu thì cũng mua đồ ăn sẵn ở ngoài hả chứ? Không hả? Đi chợ. Đi chợ. Bởi ra chợ ai biết chú Long đó. Bởi giờ chú Long chưa đi chợ. Dạ. Đây con cũng cảm cảm nè. Cảm cảm. Khi mà đi vào thì ra ngoài khu vườn của chú Long thì ở đây chú Long có trồng mấy cái ớt này dễ thương chưa? À, vườn ớt á, vườn ớt chú Long á. À. Ớt này, chú Long bỏ vô trong chậu nha. Đây là ương lên. Ương lên rồi xong bỏ qua bên mấy cái chậu khác. À, chậu khác. Trái quá trời luôn. Trái nhiều lắm luôn. Ủa mà cái ớt này là chú Long tự bỏ đất vô trong chậu trồng luôn hay là có nhờ ai không? Không, hết tự mình làm chứ. Không nhờ ai? Cái nào nhà thì mình tự làm chứ, nặng thì cũng nhờ. Hay dữ ta. Cái nào nặng thì theo. Ớt này, không phải là bình thường đâu nha. Ớt xà trái lắm luôn nè. Ớt quá trời luôn. Cái này là ớt chỉ thiên nha mọi người, ớt chỉ thiên nè. Còn ở bên này đâu. Wow. Mọi người nhìn cái cây ớt nè. Cây ớt rất là to luôn này mọi người. Cây ớt này mình có thể đem vào trong nhà để làm cảnh cho ngày Tết luôn cũng được nữa. Được chứ sao đâu. Rất là to này. Chú Long đúng là có kỹ thuật trồng luôn á chú. Bấm cái chậu vô. Bọt phân gà. Phân gà thôi á. Phân gà nó cay dữ lắm luôn. Tốt. Có phân gà nó tốt à. Dạ. Đây là cái khu vực mà chú tập kết phế liệu ở đây. Phế liệu. Chú Long mới bán à. Mới bán xong hả? Bán 2 ngày. Dạ. Còn đây là chiếc xe ba gác. Xe ba gác chú Long đi mà giờ chú Long yếu à. Xe ba gác mà chú Long thường hay đi này. Đấy. Giờ chú Long yếu ít đi lắm. Giờ là đi không được nữa. Hồi đó là đạp chiếc xe ba gác này. Lúc mà mình cũng có xem là chú Long trèo lên sao chú Long. Chú Long trèo lên chiếc xe ba gác đó được không? Giờ trèo được chứ mà. Trèo được chứ không đạp đâu. À, chầm chạp hơn. Thôi chú khỏi lui vô. Nguy hiểm lắm. Tội chú. Chạp. Lỡ mà té cái là không ai đỡ được. Một con nữa. Đấy, mát mẻ chưa? Ở dưới đây là một cái cây na. Cây na ở bên kia có cái nhà yến nó ồn quá. Và đặc biệt hơn nữa thì trong khu vực nhà của chú Long là tại nghỉ trang á. Cho nên nằm trên những ngôi mộ rất là nhiều này, mọi người nhìn này. Đó, mộ không. Mộ này người ta vẫn chưa hốt này. Trong nhà chú Long mộ người ta hốt rồi tới cho mình ở. À, cái khu vực nền móng lúc trước á là đã có người hốt rồi. Hốt rồi. Dạ. Chú Long có mấy chiếc xe đồ chơi đẹp gì vậy? Cho con chiếc nha. Phế liệu chú Long làm mẹ á. Cho con chiếc xe tăng nha chú Long. Ok. Về bữa con về con cho con okay. Cho đó. Chưa có giờ mà chừng nào có bầu thì về. Chừng nào có bầu rồi. Chừng nào có hả? Chừng nào có bầu rồi xin chưa. Con xin sẵn. Để cho con hai chiếc luôn rồi. Chừng nào có bầu quá. Dạ, tại, để hai đứa lận. Trời ơi, hai đứa lận. Nói gì nữa. Dạ. Để trai gái gì cho không được hết á. Trai nè, có bầu về thử bản chú Long. Con lấy xe tăng. Chú Long tốt quá, lấy xe tăng nữa. Chưa gì. Dạ, vậy con lấy xe tăng nha. Trai nè, có bầu về thử bản. Con lấy hai xe luôn đi. Con thích hai chiếc xe đó luôn á. Lấy luôn. Nha. Rồi. Xe tăng ống dòm rồi thấy không? Ống dòm nữa. Ống dòm xuống. Đây dễ thương không mọi người. Đây nè, đây nè. Đó là Huy sẽ lấy hai chiếc xe tăng này nha. Chú Long tặng con rồi đúng không? Rồi ok. Về cho con của con chơi nha. Đặng không? Đứa con trai, đứa con gái. Đặng con bầu mình lấy. Dạ. Giờ chưa mà. Ôi chú Long, cái cây dừa này nó sai trái quá. Sai lắm. Rất là sai luôn. Có ai vô để mua bán không chứ? Vô chứ. Có hả? Sao kêu người ta hái bán này? Thì kịp rồi. Già hết rồi. Già chưa? Già rồi. Một quầy này, hai quầy, ba quầy, bốn quầy già uống được nè. Bốn quầy rồi chứ không à. Đành chứ không? Dạ. Một quầy đó là phải 70 ngàn một quầy. Thì nó mua trái không hả?
5.000 hả? Dạ con 7.000. Thôi là đại 5.000. 6 đến 7.000. Ở đây thì chắc là vừa thường, người ta cũng ngại không? Thôi kệ, mình bán có tiền xài mình được rồi. Có tiền thì trời lại được rồi. Dạ. Hơn 50.000 một quầy đó thì à, đúng rồi. 5-6.000 một trái. Một quầy đó là mười mấy trái cho 70 tới 100.000 một quầy đi. 4 quầy thì cũng được vài trăm ngàn, cũng hơn phế liệu rồi. Hơn rõ, phế liệu dồn lâu. Dạ, phế liệu dồn lâu lắm. Ôi, cứ giờ lại, ai đèn giờ là đèn ngủ nè. Có đèn ngủ hả? Ôi, dạ. Cái giờ về đèn ngủ. Cái này là cái đèn trần ở trên nè, người ta treo ở trên nhà, trần nhà. Cái này khi nào có vợ mượn cái đây về để cho mấy nó chơi. Chẳng phải đèn ngục hả? Dạ không phải. Đèn trần, tức là người ta treo rất là nhiều ở bên trên. Đấy, 4-5 cái ở trên đó, nó thòng thòng xuống á, là nó tạo cái hiệu ứng rất là đẹp. Ta đừng nhìn lên rớt xuống. Nhìn vậy trai người ta dục á. Ừ, trường nè, thùng nước rồi nữa. Ở nhà Diêu Long thì cũng hồi lúc là treo rất là nhiều đồng hồ. Bây giờ không biết còn mấy cái đây, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái. Trời ơi, đồng hồ không đồng hồ. Không, thế liệu quá. Không là cái khu vực chỗ này thì cũng thoải mái cho chú Long có thể là có một cái cuộc sống nó đơn giản hơn, nhưng mà điều ở thì cô đơn. Thứ hai là ở trong khu vực Mã Mồ không à, thì cái phong thủy cũng không được tốt. Tại vì người ta nói trong cái khu vực chỗ Cõi Âm đó thì những cái luồng khí xấu và như là những gió nó độc đó, nó nguy hiểm, cho nên là con cũng sợ là cái cơ thể chú bị ảnh hưởng lắm. Giờ mình có đặt trước giờ có cái thuốc gì mà trị không? Không, không, không hả? Có thuốc nào mà trị? Vì thế này là con nghe có một cô nói á, là có một anh là cái kênh YouTube là kênh Lê Tân Thiện á mọi người, thì anh cũng có một cái loại thuốc của Hàn Quốc, tức là cái viên thuốc đó ngậm vô 6 tháng ngậm lại. 6 tháng ngậm một lần một viên thuốc thôi, nửa viên ngậm trên đầu lưỡi, nửa viên ở dưới. Thì một thời gian đó thì cái người bị tai biến đó không đi được luôn, đã bớt luôn. Anh vậy? Dạ, mà 2 triệu rưỡi một viên. Chú có muốn mua không? Giờ cũng được, có tiền nào mua. Nếu có tiền chú Long có mua không? Có tiền chú Long chạy liền. Mà nếu có tiền thì mình sẽ phải liên hệ để mua giúp chú Long, chứ chú Long không biết cái chỗ nào để mua. Chú Long biết cơ khu. Có tiền à? Có tiền mua viên thử. Dạ, thử ha. Hy vọng rằng nó thành công. Được, tại vì cái đó cũng không rõ giảm để mình ăn cũng dễ hơn. Dạ, giảm cái tay hơn. Giảm cái tay ăn hơn. Cái ký này còn hoạt động tốt không chứ Long? Ốp, mù mù. Thế hôm nay là Huy sẵn tiện chia sẻ cho mọi người luôn cái số ký của Huy. Để mai mốt đồ may đồ cho dễ. 6 mấy lâu lắm con. Rất Long đón thử con bao nhiêu ký? 62, 63. Mọi người đón thử hình Huy bao nhiêu ký nha. 62, 63 hả chú Long? Để con xem thử nha, mọi người đón bao nhiêu này. Ok rồi, Huy thấy mọi người đã bình luận phía dưới rất là nhiều rồi. Huy thấy có cô chú cũng đón là 50 ký kìa. Ôi sao con 50 ký hả ta? Trời ơi. Trời ơi. Rồi có anh nói là con 60 ký. Đó, anh chính xác. Anh chính xác. Có anh nói 70 ký nữa kìa. Khó rồi. Rồi bây giờ con lên thử nha. Bây giờ Huy xin phép lên thử, tại vì cái này nó cũng hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà thôi thì Huy cũng chia sẻ cho mọi người luôn nha. Vui mà. Để cho chú Long vui nha. Chú Long đón hay quá. Nguyên ra đây thì được 65 ký. Chú Long chọn nhận cỡ 65 ký. Gần 65 ký, trừ 1 ký đi còn 64 ký. Chú Long sai 1 ký thôi. Chắc thịt mà bị chắc. Sau khi con cân là không lẽ khán giả cũng thắc mắc tò mò lắm chứ Long. Mọi người ha. Lắm nhẹ lắm. 47 ký à chú Long chú. 47 ký. Già là 47 ký. Ít ăn quá. Ăn không có đủ chất đó chú Long. Thứ nhất là đã khó ăn rồi. Mà ăn thì con không đầy đủ nữa. Không có canh được. Chú Long có ăn cá được không? Cá được. Gắp làm sao là... Thì còn ăn vậy mình không. Không dở. Nhà cái đùi chứ. Có đùi nó dịch.
đùi kẹt luôn, thịt chặt luôn, quẹt không quẹt á, cái đùi kềm lại, sợ là sợ chặt tay cái. Ghê hả? Gắn điện nguy hiểm quá chứ lòng. Giật miết rồi. Giật miết luôn. Ai nó vô cái đầu á. Wow. Giật ra. Giật là trong tay á. Giật đầu đây nè. Đầu tim. Tẩy máu á, đi theo đường máu nó vô con tim á. Tội nghiệp á mọi người. Thấy không? Đâu phải cuộc sống của chú Long thấy như vậy đâu. Không phải vậy đâu. Khi chúng ta mà đặt mình vào cái hoàn cảnh đó mình mới hiểu được. Khi mình đi giúp đỡ bà con á, mình thấy rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và cũng có những hoàn cảnh rất bình thường thôi mọi người, nhưng mà người ta có một số căn bệnh ở trong người á, mình khó thế nào mà bỏ qua được. Cho nên là hôm nay là Huy ghé thăm chú Long, thứ nhất á, là xem chú cuộc sống mấy ngày nay như thế nào, thứ hai thì xuống có một phần quà tặng chú nữa. Dạ, được hai cô. Con may mắn khi được mấy cô xem video á, mấy cô thương, mấy cô mới gọi. Một mạnh thường quân ở trong Đồng Nai, cô Mỹ trong Đồng Nai. Cô thấy thương chú á, chứ cô tặng chú 1 triệu. Và một người cô giấu tên ở bên Mỹ nữa. Cô tặng chú 5 triệu. Ừ, dạ. Nhưng mà cô nói là nhờ con mua cái viên thuốc đó cho chú Ngạnh, cho nó đỡ cái bệnh đi. Chứ bây giờ cái căn bệnh nó đi theo mình, cái tay nó rất là khó. Lỡ như mà mình uống á, mà mình ngậm á, mà nó bớt á, thì mình mừng. Cái sức khỏe nó tốt hơn cái khác mà. Đúng không? Thì có thể là để con cố gắng con liên hệ thử. Liên hệ mà được thì sau này có cái số tiền đó mình mua đâu được 2 viên. Được 2 viên. 6 tháng ngậm lại một lần trong vòng 1 năm. Ngậm dạ. Được không chú Long? Ok chứ vậy. Long ngồi ghế chứ nha, ngồi đây đi. Ok chưa? Bữa giờ con hôm qua là con lên trên núi. Sương nó xuống đậm quá, sáng sớm cũng phải dậy sớm kiểu quay mấy cảnh sớm á, cho nên là bị sương nó xuống áp vô đầu, cảm. Cho nên là bữa nay cũng phải tranh thủ chạy thôi. Sao thôi, bây giờ giúp đỡ mà. Giúp đỡ bà con mà. Sức khỏe thì tới đâu tới hả? Lúc trước là cũng lâu rồi thì thôi cũng chia sẻ chút xíu nha. Tại vì chia sẻ nhiều quá thì sợ mọi người nói là cứ nói đi nói lại hoài cũng kỳ. Rồi đó là lần đầu thì gặp chú Long thì cũng khá là khó, cho nên là sau đó thì khi quay video đó lên thì cô chú cảm mến và đã tặng và hỗ trợ một cái phần quà để chú Long có thể sửa nhà. Chứ nhà lúc đó thảm lắm, mình thì nói vô là nó sập xuống dưới, tại vì cái miếng đôi mã mộ hốt lên á thì nó sẽ không có điều ở dưới, thì nó sập xuống lại thì cái nền nhà chú sập hết và toan cũ á, nó mục nó rách hết, chuột rắn mũi kiến gì nó vô đầy, mà nhìn nói chung là như chuồng gà mọi người. Làm xong ai cũng thích. Làm xong ai cũng thích. Chuột. Hôm nay thì đây, đây là cái số tiền mà hai mạnh thường quân đã tài trợ cho Huy giúp đỡ chú Long. Để đếm lại cho kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 tờ 100 tương đương với lại 6 triệu của hai cô, hai mạnh thường quân, cô Mỹ ở Đồng Nai và một cô giấu tên ở bên Mỹ, dành tặng số tiền này để cho chú Long nha. Ông tên. Dạ, cô giấu tên. Tại vì nói chung là cô cho đi thì cô cũng bình thường, cô thương người ta, cô giúp đỡ. Dạ, nên là mình cũng biết ơn.
Thì thật sự là Huy cũng rất là biết ơn mấy cô, mấy chú đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ để Huy có thể làm cầu nối lắm. Con gửi lại số tiền này cho chú Long nha, chú Long cầm được không? Dạ, rồi. Em cảm ơn hai cô giúp được em. Em không mừng quá, không biết nói gì hết. Không biết nói gì luôn. Mà còn chẳng em nhờ, nhờ chú Huy nè. Đó, mà em chú Huy nè, chú cơm đủ nha. Dạ, cầu nối. Đó, nhờ anh nhờ chú Huy nè. Dạ. Lòng lột cũng biết ai đâu. Mọi người thấy đó, mặc dù là chú Long bị như vậy cho nên, nhưng mà mỗi khi mà nói chuyện á, mọi người thấy không, chú Long luôn luôn vui vẻ, luôn luôn cười. Nói gì cười đó. Số phận mình vậy, Số mình gì rồi. Mà hôm bữa chú Long nói một câu mà con thấy xúc động, tức là chú Long nói không muốn làm kiếp người nữa, kiếp người khổ quá gì vậy. Chắc người khổ sang năm mà mệt nè. Sang năm có nặng mà có ai nói với chú rồi sang năm chú nặng hơn giờ ai chơi mà mẹ giờ nặng đâu à. Đi tên nhìn đi dạ. Ôi chú đi mệt lắm rồi đi nó té mở sang năm chứ không có rớt không có ăn chứ không có ăn rồi chứ. À, bây giờ chú quyết định là đưa con để con mua thuốc đúng không? Bây giờ là con sẽ giữ lại, còn không thì chú cứ giữ đi để con mua trước, rồi lúc đó là chú đưa sau cho chắc. Mua viên ngâm thức. Dạ, mua viên. Hay là chú muốn như thế nào? Nhờ khi cầm trước đi. Bây giờ là vậy thì theo lời nhắn nhủ của người cô đã hỗ trợ cái phần quà này, tức là cô nhắn nhủ với Huy á là con mua giúp chú luôn đi, con mua giúp chú dùng cái số tiền đó con mua giúp chú để chú ngậm thử xem như thế nào, nếu mà hiệu quả thì mua tiếp nữa. Đấy thì bây giờ là con sẽ xin phép nhận lại của chú là cái số tiền một viên tức là 2,5 triệu. 2,5 triệu để con đếm nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nói chung là 2,5 triệu trước tiên là Huy để mua một viên thuốc đó thử nha. Là nếu như cái số tiền hay sinh như thế nào thì để Huy tự xử cái đó, Huy không có đụng đến của chú Long nữa. Đấy, đây là cái lời nhắn nhủ của cô. Đấy thì nếu như cả nhà mình xem thì cũng hiểu cái phần này nha. Đấy mọi người cũng không nên là, tại vì mấy vấn đề này rất nhạy cảm mọi người. Đôi khi mà chú Long đưa con như vậy á, có người người ta chơi xấu, người ta nói con này kia. Cho nên đấy, thì cái video này nó rõ ràng thực tế cho cả nhà xem, để cả nhà hiểu cho Huy. Cái này là để Huy mua thuốc cho chú Long. Huy giúp chú Long mà. Đấy. Mà. Dạ, con hy vọng là cái thuốc đó nó sẽ hiệu quả, tại vì cổ nói là cũng đã có nhiều người uống hiệu quả rồi. Dạ. Dạ. Trước đó là chú Long có từng đi chữa trị thử chưa? Chưa có ăn chữa. Nhà đồ cũng sụp rồi chưa có lo chút yếu. Không có chữa gì hết, hồi giờ có chữa gì hết á. Không chữa gì. Không. Đi đâu chữa. Mà con cũng thắc mắc là chú Long đi xe đạp, không biết là chú Long đi xe đạp kiểu như thế nào nữa. Đạp bước hay đạp xe đạp ba chiếc xe đã là chạy được rồi. Đi làm bằng xe đạp, đi mua đồ bằng xe đạp rất là cực. Giờ khổ lắm, sáng năm chú Long phải đi luôn. Nhưng thực sự là con cũng thắc mắc lắm, mà khán giả hay nghĩ là khán giả cũng muốn xem thử là cách chú đi xe đạp như thế nào lắm. Không biết là chú có ngại chia sẻ cho con không? Đạp đâu. Cả nhà cũng nếu như muốn biết được cái cách mà chú Long có thể đi xe đạp như thế nào á thì bây giờ là chú Long sẽ chia sẻ một chút xíu cho cả nhà xem nha, tại vì cũng khó khăn lắm mọi người. Dạ, đi xin mời mọi người ra ngoài đây nha. Chùa ơi. Đặt dạ, chùa chạy một vòng chùa đi. Rồi nón nữa ha. Đây. Đội nón không? Rồi ê. Rồi nón giống nha. Rồi giống ghê.
Bây giờ cả nhà mình sẽ xem chú Long chạy xe đạp như thế nào. Đó, rất khó cho một người bị như thế này luôn, một dắt mà đi rung luôn nè. Tức là bỏ cái tay vô đây trước, cái tay này sẽ tự giữ luôn. Lên giữ chặt ô, giữ chặt đi. Rồi đây, nhà chú Long có ô tô luôn. Đấy, chú Long sẽ đạp xe đạp như thế này mọi người. Cái gì mà chú Long cũng đạp nhanh chứ bộ. Mình nó dọn cái tay này này. Tay này nó giữ chặt rồi là khỏe. Dạ. Khỏi sờ té luôn ha. Do tay này nó khỏi trong. Đó, thấy chưa? Dễ thương chưa? Thấy không? Rồi, chạy vô nhà luôn được không? Thấy chú Long phục chưa? Thôi, dắt vô đi chú ơi. Rồi. Thấy chú Long phục chưa? Khổ quá, khổ luôn. Đó, mỗi lần đi về là phải dắt xe vô. Chú Long giờ yếu rồi. Đấy, thì mọi người cũng đã thấy được cách mà chú Long đi lại trong cuộc sống. Đó là dùng một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp đơn giản thôi mọi người. Đội nón luôn. Chú Long bỏ nón xuống cho mát đi. Đấy. Dạ, nó phụ quá, sự lòng phụ. Hồi mà già mà được, hai đứa là được. Hai đứa là được đỡ hơn. Ui, chẳng như lại. Để có một đứa. Xui quá. Có một mình chú. Xui quá. Là sau này mà mình có gia đình á, mình cũng nên nghĩ kỹ không, mình để bao nhiêu người, ít nhất là hai. Đó, có xui cái này còn chứ một là thua. Có chị, có anh, có em rồi vô có gì cũng gồng, còn giờ mình xui cái bị rồi xong. Sự là chú Long là một tấm gương sáng đó mọi người, tấm gương rất sáng và rất tích cực trong cuộc sống mình. Nhiều hoàn cảnh, rất nhiều biến cố xảy ra nhưng mà chú Long vẫn có một cái tinh thần lạc quan và luôn luôn vui vẻ, là truyền đến cho chúng ta những cái năng lượng rất là tích cực đó mọi người. Trong cuộc sống mình sẽ cảm thấy mình được may mắn hơn những người khác rất là nhiều, như Huy vậy thì cảm thấy mình rất là được may mắn, mặc dù là đôi khi là mình cảm thấy buồn tủi hay suy nghĩ về những cái vấn đề khác, vấn đề của bản thân á, nhưng mà khi mà mình đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình thấy là mình thật sự rất là may mắn, mình còn may mắn hơn. Thì chú Long cũng cố gắng, có thể là Huy sẽ tranh thủ xem thử là cái thuốc đó mua như thế nào và cái cách sử dụng nó ra sao. Thì sẽ gửi cho chú Long điều trị thử là sau một khoảng thời gian 6 tháng hoặc là 1 năm thì có thể là con mới có thể là quay lại chia sẻ đến mọi người xem cái liệu trình đó sử dụng nó có hiệu quả hay không nha. Còn về sau này thì có thời gian thì con cứ ghé xuống thăm mà mình có thể làm những bữa cơm mình ăn gà nấu cháo không nên nổi tiếng luôn, bữa nổi tiếng luôn, nấu cháo mà không nên là lúc đó chú đem lại làm sao nhiều bận mất nhiều là xong, đơn giản không. Cái muối ớt á bỏ vô xíu là vừa ăn rồi cũng được, sợ nó cay ha. Ngon à. Ngon hả? Ông ngàn ngon, ngọt quá ha. Da da nó giòn, da nó giòn hết đẹp rồi. Da đâu hết đẹp là da ấy. Thì hôm nay thì video này có thể là thì chia sẻ như vậy thôi, chứ bây giờ mà chia sẻ nhiều thì cũng không biết chia sẻ gì. Tại vì cuộc sống của chú như vậy, đơn giản, đơn sơ, mộc mạc, có gì ăn cái đó. Cho nên là có thể là Huy sẽ tạm dừng video tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để theo dõi video này. Con cũng thay mặt chú nha, cảm ơn cô Mỹ
ở Đồng Nai và một cô giáo tên ở bên Mỹ đã tài trợ số này giúp đỡ, tài trợ số tiền này để giúp đỡ cho chú lo một phần trong cuộc sống. Cảm ơn cô và chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. Và nếu như mà yêu thương Huy thì cứ để lại cho Huy một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ video để những video như thế này có thể là lan tỏa đến cho tất cả mọi người có thể xem được và đồng cảm và có một cái gì đó để góp phần giúp đỡ những bà con đang gặp khó khăn, thì Huy sẽ sẵn sàng làm cầu nối để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì mọi người cứ tin tưởng ở Huy, sự Huy sẽ cố gắng hết mình. Mặc dù là kênh của Huy thứ nhất là kênh nhỏ này, ít lượt xem, và cái bàn tay của Huy nó cũng không có rộng lớn, nó không có to lớn, nên cần rất là nhiều bàn tay của tất cả mọi người cùng chung tay với Huy để có thể là mạnh mẽ hơn, để Huy có thể là đi giúp được nhiều hoàn cảnh hơn nữa. Thì có thể là bây giờ là Huy cũng xin phép dừng video tại đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nha. Bye bye cả nhà nha.